Thưa quý vị, sau dịch bệnh COVID-19, gần như thành phố lớn nào cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, trong đó có Đà Nẵng. Một bộ phận người lao động về quê trong đợt dịch bùng phát mạnh đã không quay lại nơi làm. Doanh nghiệp đỏ mắt tìm lao động nhưng rất khó tuyển dụng. Theo số liệu từ Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2022, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố đã tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 1.900 lượt doanh nghiệp tham gia. Tổng số lượt vị trí cần tuyển lên gần 100.000 lượt người. Song mới giải quyết chưa đến 1.500 lao động có việc làm, một con số rất ít ỏi so với yêu cầu thực tế. Ngoài tham gia các sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng lao động, nhiều doanh nghiệp đã treo bảng thông báo tuyển dụng nhưng rất khó tìm. Hiện tại công ty tôi có 1.100 người đang làm việc tại nhà máy. Và thực tế chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 200 người. Nhưng hiện tại ngành du lịch bắt đầu quay trở lại, nên chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân làm việc ở nhà máy. Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất rất cảm ơn nếu có sự quan tâm hỗ trợ tìm kiếm nhân lực sản xuất từ thành phố Đà Nẵng. Việc tuyển dụng hiện nay là thách thức với các doanh nghiệp. Tuyển dụng liên tục nhưng vẫn không đủ số lượng lao động cần để mở rộng hoạt động. Có nơi tuyển dụng được rồi thì lao động lại rục rịch nghỉ việc khi mới chỉ thử việc. Chưa kể, khi tuyển, lao động trẻ thường không có xu hướng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Mức độ chín về tay nghề gần như rất ít. Tiếp nữa, lại hay nhảy việc, khiến doanh nghiệp rất mất thời gian cho việc phải tuyển dụng và đào tạo lại. Thiếu hụt nguồn cung lao động khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi sản xuất sau dịch. Đối với lao động trong lĩnh vực công nghiệp của thành phố, trước giờ trong các khu công nghiệp, thì 70%, trên 70% đó là lao động ngoại tỉnh. Thì trong cái đợt dịch vừa rồi, hai năm 2020-2021 thì do cái tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng diễn biến rất là phức tạp, cho nên nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Và như vậy thì rất nhiều người lao động bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Và do đó họ phải trở về quê hương để tìm kiếm chuyển đổi ngành nghề để lo cuộc sống. Và bây giờ thì mặc dù là cái dịch bệnh cũng đã được kiểm soát tốt hơn, tuy nhiên về tâm lý của người lao động thì chúng tôi thấy là họ có lẽ họ vẫn còn e ngại và họ phải cân nhắc cái việc quay trở lại thành phố. Và tôi nghĩ đấy là nguyên nhân rất là quan trọng. Đối với ngành du lịch, sự thiếu hụt về nhân lực là một trong những cản trở lớn làm hạn chế những nỗ lực hồi sinh ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. Hiện nhiều người đã chuyển ngành và không quay trở lại, dẫn đến thiếu nhân lực nghiêm trọng. Đây là bài toán đang chải của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn mở cửa, phục hồi.